Có một vấn đề mà mình thấy nhiều anh em tranh cãi nhau hay là rất là được sự quan tâm của nhiều người sử dụng máy cắt cỏ, đấy là cái căn chỉnh chế hòa khí máy cắt cỏ nhé. Mọi người lưu ý cho mình nhé, dòng chế hòa khí thì nó sẽ có cái trường hợp đấy là chỉnh được trực tiếp con ốc ở trên đầu, và trường hợp thứ hai là mọi người phải cạy cái cao su ra và chỉnh con ốc nhỏ bé tí ở trong lòng này. Đấy là cái lưu ý cơ bản nhé. Thì đối với dòng chế hòa khí mà nó có hai ốc để chỉnh thì mọi người sẽ chú ý cho mình là con ốc ngang hông là ốc H, tức là ốc chỉnh tốc độ cao, và ốc trên đầu này là ốc L, ốc chỉnh tốc độ thấp. Đối với máy cưa cũng áp dụng tương tự như thế nhé. Thì khi mà mọi người chỉnh cho mình ấy, thì cần chưa biết máy nó hoạt động như nào, mọi người reset để cho cái chế hòa khí nó nổ được cái đã. Để reset được thì mọi người vặn cho mình kịch, vặn cho mình con ốc H và con ốc L vào kịch nhé. Tức là vặn theo chiều kim đồng hồ vào, khi nào mà không vặn được nữa đấy thì là dừng lại. Còn bên trên cũng thế, tương tự vặn cho mình vào kịch nhé. Sau khi vào kịch rồi thì mọi người nới ra cho mình tầm một vòng đến một vòng rưỡi cả hai con ốc luôn, một vòng đến một vòng rưỡi đấy. Còn tính vòng như nào thì mọi người lấy ví dụ như đây là hướng tầm 1 giờ này, bên trên này đấy, thì mọi người nới ra cho mình quay đúng một vòng đấy, nhích ra một tí, một vòng 1/3 cũng được đấy. Xong bên trên cũng thế, cũng nới ra cũng tầm một vòng đấy, đến một vòng rưỡi. Thì ở cái mức này thì chế hòa khí nó sẽ là dễ nổ đấy, nhưng mà nó chưa chuẩn. Để cho nó chuẩn được ấy thì anh em cần phải chỉnh tiếp, đấy là khi mà giật máy lên nó nổ rồi nhá. Thì mọi người tăng cái con ốc ga căng ti này lên cho mình một chút để cho máy nó dễ nổ này. Tăng ốc ga căng ti này, đầu tiên là tăng ốc ga căng ti, thứ hai bắt đầu chỉnh con ốc L, ốc tốc độ thấp này cho mình trước. Thì để cho máy nổ ga căng ti nhá, tiếng nổ bình thường nhá, mọi người bắt đầu siết con ốc L này vào dần. Siết khi nào mà nghe tiếng máy nó gằn lên nó to và nó bắt đầu ngột, nó ngụp, máy nó bắt đầu muốn tắt. Muốn tắt là mọi người tính từ cái điểm muốn tắt đấy. Mọi người lấy cái vết từ điểm muốn tắt, mọi người nới ra cho mình nửa vòng. Đấy, nới ra cho mình nửa vòng. Nếu mà muốn máy buổi sáng dễ nổ hơn thì mọi người nới sâu, nới ra thêm một chút nữa. Còn nếu mà muốn máy nó vừa tiết kiệm xăng nó ok thì mọi người có thể nới ra tầm nửa vòng thôi nhá. Thì bắt đầu chỉnh con ốc L là như thế nhá. Xong rồi thì mọi người lại nhả cái ga căng ti này ra. Nhả ga căng ti này ra để cho khi nào mà máy nó có thể nổ duy trì được, nó không tắt nhé. Ở cái điểm mà máy có thể nổ được, nó không tắt thì mọi người để ga căng ti ở mức đấy, nghe tiếng nó tanh tách đấy. Xong rồi thì bắt đầu mọi người mới chỉnh đến con ốc H này. Con ốc H này ấy, thì là con ốc chỉnh tốc độ cao nên là bắt buộc mọi người phải vừa chỉnh vừa ga máy, tức là mọi người bóp ga kịch cho máy nó ga hết cỡ lên. Xong rồi thì mọi người vặn vặn con ốc H này vào, vặn khi nào mà nghe tiếng máy nó ga nó gần máy hết cỡ xong nó muốn tắt, nó muốn ngộp máy thì mọi người tính từ điểm ngộp đấy, mọi người nới ra cho mình tầm một nửa vòng đấy, một tầm nửa vòng cho đến gần một vòng nhé, đấy là ok nhất. Thì chỉnh được như thế là được khoảng 80 đến 90% rồi, ok rồi. Còn lại thì tùy vào mọi người nghe cảm nhận máy, chỉnh nhiều nó sẽ quen thì mọi người sẽ nghe được cái tiếng máy để làm sao mình có thể căn chỉnh cho nó tốt được. Cái căn chỉnh này nó nếu gặp trường hợp mà máy nó bị hở phớt trục cơ hoặc là hở gioăng cổ chế hoặc là hở nòng bạc piston nó bị kém thì tiếng máy nó rít thì mọi người chỉnh nó sẽ không chuẩn được nhá. Chỉnh thì khi đấy nó sẽ gọi là ép máy, để mà xử lý được nó triệt để thì mọi người phải xử lý được những cái kia trước, xong thì căn chỉnh nó mới chuẩn được đấy. Còn cái căn chỉnh này nó chỉ đúng khi mà máy nó không có bệnh đấy, nó không bị gì cả thì mọi người sẽ căn chỉnh như mình ấy thì nó sẽ là ok nhất đấy. Còn đối với cái dòng chế hòa khí mà nó chỉ có một nút chỉnh ở trên này đấy, hoặc là những cái chế hòa khí máy Trung Quốc ấy, thì nó sẽ phải cạy cái nút cao su ra thì có một con ốc nhỏ ở dưới này, mọi người thấy nó có hai cảnh đấy, thì mọi người dùng đập bẹp một cái que hàn hoặc là một cái thép ly gì đấy, mọi người mài nhỏ xong mọi người thọc xuống để chỉnh, cũng vặn như con ốc L thôi nhưng mà phải thọc sâu xuống, tránh trường hợp là nhiều cái dòng chế máy Trung Quốc nó cũng làm cảnh ở trên này, mọi người không biết, mọi người thấy vặn là hỏng luôn cái máy nhá.
Nếu mà vặn trực tiếp ở trên nó khóa luôn cái cổ chế ở đây, nó hỏng luôn. Đấy, thì mọi người lưu ý cho mình cái điểm này thôi. Đấy là cách chỉnh chế hòa khí mà cơ bản nhất mà mình thấy là áp dụng nó dễ nhất cho tất cả mọi người. Đấy, thì có thắc mắc gì mọi người cứ để lại bình luận ở dưới video cho mình nhé. Xin chào mọi người. Chúc mọi người thành công nhá.